Đây là địa điểm thành lập liên danh doanh nghiệp của Sở Gia, để vào vui lòng xuất trình giấy mời. Giấy mời? Tôi không có giấy mời. Anh có thể nói thân phận ra, chúng tôi đăng ký cho anh. Tôi là con rể nhà họ Diệp, Tiêu Quân Lâm. Thật xin lỗi tiên sinh, tối nay có quy định Diệp gia và chó không được vào trong. Giả thần giả quỷ. Dám được nhập vào Sở Gia chúng tôi. Long Hồ ca, anh nhìn xem người này to gan thế nào, đến thứ đại cao thủ của Sở Gia ta cũng không để vào mắt. Tôi thấy anh ta bị ngu rồi, huyền võ tống của anh ta ra ngoài. Đợi đã, anh chàng này trước đó ở Diệp gia xúc phạm Sở tiểu thư, chúng ta áp tải anh ta lên đó, đợi Sở tiểu thư trừng phạt. Long Hồ ca, đem cái thằng này vào, chắc nó không gây rắc rối đâu. Có tứ đại cao thủ chúng ta canh chừng, anh ta đến một ngón tay cũng không dám động. Một đám yếu như gà, còn dám gọi tứ đại cao thủ. Các vị, chào mừng đến với tiệc tối được Sở Gia tổ chức hôm nay. Mục đích của bữa tối này chỉ có một, đó là thành lập một liên minh kinh doanh từ hình thức ký kết, cô lập hoàn toàn Diệp Gia. Diệp Gia mấy năm nay, từ khi Tam tiểu thư Diệp Ngữ Phi được quốc chủ ban hôn, liền tự cho mình là đệ nhất thượng kinh, làm việc hách dịch, tự ý phá hoại quy tắc trong ngành của chúng ta, nay sớm đã đi đến bước người người coi thường. Sở tiểu thư nói đúng, Diệp gia là dựa vào thế lực còn lại của Diệp lão gia tử đàn áp đồng ngành từ khắp mọi nơi, chúng ta từ lâu đã khó chịu. Họ, đặc biệt là Diệp Ngữ Phi, con tiện nhân đó vừa được quốc vương ban hôn, cái mũi đó đã vểnh lên trời. Sở tiểu thư, xin cô dẫn đầu, chúng ta cùng tẩy chay Diệp gia. Nếu như các vị đã sớm không nhìn nổi Diệp gia, vậy thì tối nay Sở Vũ tôi thay mặt Sở gia lại lần nữa dẫn đầu. Tôi lần nữa trịnh trọng tuyên bố, bất cứ ai sẵn sàng tham gia liên minh kinh doanh để chống lại Diệp gia, sau khi Diệp gia sụp đổ sẽ được phân chia tài sản của Diệp gia. Được, vậy tôi ở đây tuyên bố liên minh doanh nghiệp thượng kinh chính thức được thành lập. Tất cả mọi người ở đây, ai ủng hộ ai chống lại, tôi đồng ý. Tôi phản đối. Tôi phản đối. Đây không phải là chồng của Diệp Ngữ Phi à? Nghe nói anh ta làm công nhân vặt ốc vít ở nhà máy, chạy tới đây làm gì? Tiêu Quân Lâm, anh uống nhầm thuốc à? Dám chạy tới chỗ Sở gia chúng tôi hiểu rồi. Chẳng lẽ là Diệp gia bảo anh tới à? Thay họ xin lỗi đi. Cũng không phải, Tiêu Quân Lâm, anh ít ở đây giả đò đi. Tôi nói cho anh biết, nơi này anh không được chào đón. Bây giờ tôi cho anh 3 giây, nhanh chóng cút ra ngoài. Lần trước ở Diệp gia xúc phạm Sở tiểu thư như thế, bây giờ lại qua nhận sai. Tiêu Quân Lâm, anh nghĩ anh là ai? Đừng có ảo tưởng nữa. Đúng vậy, tối nay chỉ có gia tộc xếp top 10 ở thượng kinh mới được vào. Anh là cái thá gì mà đáng được vào cùng chúng tôi? Sở tiểu thư nhanh chóng gọi người đá anh ta ra ngoài. Nghe thấy không hả? Tiêu Quân Lâm, chẳng có ai ở đây. Mong được gặp anh, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Nhanh chóng cút ra khỏi đây, nếu không đánh gãy chân anh. Ném ra ngoài. Nhưng như vậy mất mặt lắm. Cô có thể bảo ai đánh gãy chân tôi? Tiêu Quân Lâm, tôi sợ anh vẫn chưa biết. Tứ đại cao thủ thượng kinh đã sớm nghe theo Sở gia tôi. Họ đều là những võ giả có tiếng trên giang hồ, đánh gãy chân anh là quá đủ. Tứ đại cao thủ mà cô nói đang ở trong thang máy, bốn chân như chó giơ lên trời. Tiêu Quân Lâm, ý anh là gì? Sở tiểu thư, không tốt rồi. Tứ đại cao thủ nhà chúng ta bị đánh ngã trong thang máy. Tứ đại cao thủ nhà chúng ta bị đánh ngã trong thang máy. Gì cơ? Đi xuống đi. Tứ đại cao thủ bị đánh bại, Sở gia đã bỏ ra số tiền lớn để mời mấy vị cao thủ, làm sao có thể đánh bại được? Lẽ nào là các vị bình tĩnh? Tiêu Quân Lâm, tôi không ngờ anh còn có thủ đoạn này. Vì đánh ngất tứ đại cao thủ Sở gia, chắc là anh không phải tới. Thay Diệp gia cầu xin, nói đi mục đích thực sự. Khi đột nhập vào đây của anh là gì? Hôm nay tôi tới chỉ muốn hỏi Sở gia các người, ngày 7 tháng 11 3 năm trước mấy người ở đâu? Ngày 7 tháng 11 3 năm trước, đó không phải là ngày Quân Lâm Hầu đại nhân bị ám sát sao? Hình như từ sau đó trên thế giới không còn tin của Quân Lâm Hầu nữa. Tiêu Quân Lâm nói ra ngày này, lẽ nào là nghi ngờ Sở gia chính là người đứng đằng sau vụ ám sát sao? Tiêu Quân Lâm, anh nói cái gì vậy? Ngày Quân Lâm Hầu bị ám sát liên quan gì tới Sở gia chúng tôi? Anh đừng tưởng rằng anh là người tới từ trấn Bắc Quân là có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay tôi nói cho anh biết, cái gì mà bên ngoài bầu trời lại có bầu trời khác, người này còn có người khác. Cố đại thiếu, Sở tiểu thư, cô tìm tôi. Sở tiểu thư, cô tìm tôi. Cố đại sư, người này chính là Tiêu Quân Lâm mà tôi đã nói. Hôm nay anh ta tự mình tìm tới, còn hy vọng ông ra tay để tôi thoát khỏi anh ta. Có một chuyện, bây giờ tôi đã gia nhập vào giới tông sư. Người này làm sao mà giống Quân Lâm Hầu vậy? Hôm đó chính mình từ đằng sau cho Quân Lâm Hầu cú cuối cùng, anh ta sao có thể sống được? Cố đại sư, sao thế? Không sao, chàng trai trẻ, vừa rồi cậu cũng nghe thấy
Sở tiểu thư bảo tôi giết cậu. Chẳng sao này. Giết tôi, anh cũng phải có bản lĩnh. Có bản lĩnh hay không? Chỉ cần chiêu này của tôi là biết. Chiêu này của tôi có 30 năm công phu. Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần. Tông sư chi hội một khi ra tay, nhất định sẽ bị hủy hoại. Tiêu Quân Lâm chết chắc rồi. Thật không ngờ, đời này có thể nhìn thấy tông sư ra tay. Là anh. Anh là ai? Đồ chó má vẫn còn chưa nhận ra. Đồ chó má vẫn còn chưa nhận ra tôi à? Vương Thượng, anh chưa chết. Cố đại sư, ông nói gì vậy? Lão phu đã luyện chiêu thức này 30 năm. Trên toàn thế giới, người tiếp một chiêu của tôi có thể không chết, chỉ có một. Là ai? Quân Lâm Hầu 3 năm trước và Tiêu Quân Lâm 3 năm sau. Anh ấy chính là Quân Lâm Hầu. Anh ta chưa chết. Gì cơ? Tiêu Quân Lâm là Quân Lâm Hầu, có thể chịu được một trưởng của tông sư? Trên thế giới này chỉ có một mình Quân Lâm Hầu. Tiêu Quân Lâm, anh ta dựa vào đâu Tiêu Quân Lâm này là Quân Lâm Hầu chứ? Cố đại sư nhanh chóng giết anh ta đi. Giết tôi, anh ta làm không nổi. Ám sát trọng thần, phá hoại đất nước, mua lòng người tự tạo độc quyền. Sở Vũ Sở ra phải đáng tội gì? Tiêu Quân Lâm, anh đừng có nói nhảm. Anh không có quyền phán xét tôi. Vậy sao? Nguy cơ đâu? Vương Thượng, Long Phủ Trấn Bắc ở đây. Phàm ai có lệnh này, có thể tiền trảm hậu tấu. Sở Vũ, cô nói xem tôi có đủ tư cách phán xét cô không? Sở Vũ, cô nói xem tôi có đủ tư cách phán xét cô không? Những người còn lại, lôi ra ngoài chờ lệnh. Sở Vũ, cô chẳng qua chỉ là một cô gái, không thể nào lập kế hoạch vụ ám sát năm đó được. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội. Cô chỉ cần nói với tôi, người đứng sau Sở Gia là ai. Tôi có thể cân nhắc cứu cô một mạng. Muốn biết đằng sau Sở Gia là ai? Tôi khinh, tôi nói cho anh biết. Hôm nay dám động vào tôi, người đứng sau Sở Gia đó có cả chục vạn cách giết anh. Vậy sao, phải hay không? Hôm tới chính là lễ ra mắt của Quân Lâm Hầu, anh tự nhiên sẽ biết. Bây giờ nhanh chóng cút ra khỏi đây. Nếu không không cần người đứng sau, nhà chúng tôi ra tay thì anh trai tôi Sở Vân Châu biết được sẽ bẻ gãy chân chó của anh. Thật cứng đầu. Nguyệt Cơ, giao cho cô đấy. Cô đừng tới đây.